bán cắp ăn trộm gì đâu, mẹ cuống lên đấy ạ. Thôi đi đi con. Vâng. Mẹ đang về rồi. Ơ, nhưng mà con đang vội. Cứ treo ở cổng ý, không mất được đâu. Ừ, thế nhá. Đã bảo treo ở đây rồi, sách đi đâu không biết nữa. Hồi nãy cô qua cổng nhà Thu thấy có một cái túi treo ngoài cổng. Cô nghĩ là bố cháu đặt mua một cái gì đấy, tiện thể cũng mang về đây luôn, nhớ ai thì qua người ta nhặt mất. Cháu không đuổi việc cô. Cô cảm ơn. Nhưng cháu yêu cầu cô nghỉ việc từ hôm nay, tính cả ngày hôm nay. Tổng cộng là bao nhiêu? Cô và cái Yến nhà cháu thỏa thuận lương lậu thế nào? Cô cứ tính cho kỹ đi. Cháu sẽ thanh toán và cô nghỉ việc luôn. Đúng là việc làm của cô Hoạt chưa đúng. Nhưng bố nghĩ cũng là do hoàn cảnh và do nhận thức chưa đầy đủ. Đáng lẽ con cũng nên nghe cô giải thích. Dạ, bác đừng trách cô Thu như thế ạ. Em sang đây chỉ để xin lỗi bác thôi, chứ không có ý gì đâu ạ. Em chỉ ấm ức vì cô Thu không cho em giải thích. Em sợ bác không tin nên em đưa con bé nhà em qua gặp bác. Bác nói như thế em áy náy lắm bác ạ. Cháu đừng ngại nhé. Đúng là việc mẹ cháu làm mà chưa hỏi ý kiến ai là sai, nhưng cũng là do bất đắc dĩ và cũng là vì cháu đấy. Vâng ạ. Dạ, nó ốm đau quặt quẹo từ bé. Vợ chồng em tốn bao nhiêu công sức nuôi nó mới được như thế này. Cũng chẳng mong gì giàu sang, cũng mong sao con khỏe mạnh bình an, cố gắng làm sao cho con bằng bè bằng bạn thôi ạ. Mẹ à, cháu tên là gì nhỉ? Dạ, cháu tên là Lan ạ. Lan hả? À, bác bảo này, Lan này à, bác cho cháu 500.000. Không nhiều nhặn gì, nhưng nó là tấm lòng của bác. Cháu cầm lấy, rồi thêm thắt vào, may một cái áo dài mới, nhá. Dạ, cháu... Mẹ ơi. Bác cho, cảm ơn bác đi con. Cháu cảm ơn bác ạ. Cháu cầm lấy. Dạ, mẹ con em xin phép về luôn ạ. Cô Hoạt, cô không phải đi đâu hết. Cháu cũng muốn xin lỗi cô, vì cháu đã chưa lắng nghe và để cảm xúc lấn át ạ. Cháu nói như thế, cô ngại quá. Cái Thu nó nói đúng đấy. Cô cứ ở lại đây giúp chúng tôi, chứ bây giờ tìm người cũng khó lắm cô ạ. À, thôi, mọi chuyện mình quyết như thế nhá. Con sẽ mang áo của mẹ về sửa bố ạ. Giữ gìn kỷ vật của mẹ là tốt, nhưng sẽ có ý nghĩa hơn nếu nó giúp được người khác trong lúc khó khăn. Bố biết con không phải là đứa ích kỷ. Con không muốn bất kỳ ai chạm vào những kỷ vật của mẹ con. Trong lòng bố, trong lòng con và cả em Toàn nữa, mẹ luôn giữ một vị trí vô cùng quan trọng. Nhưng có lẽ vì con là con gái nên con tự thấy trách nhiệm và bổn phận của mình phải gìn giữ những gì thuộc về mẹ bố ạ.